Chào anh em, hôm nay mình với lại mấy anh em Lê Minh Taxi sẽ có một buổi tập để lấy cảm giác bóng cho playoff FBLS3 sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần này tại sân Phước Long A, quận 9. Thì mấy anh em đang khởi động đây, tập luyện với lại một cái quả bóng size 5 FBLS3 phòng playoff thì sẽ đá sân 7 người theo chuẩn của miền Bắc Hà Nội, Phủi Hà Nội đó, thì sẽ đá cái quả banh xài năm. Chúng ta thể thấy người đang tập trong kia thì mọi người tập đây để lấy cảm giác, chứ bình thường mọi người chỉ đá banh cuối sàn thôi. Thì hiện giờ là đang đá chân, mình sẽ điểm qua xem chúng ta sẽ có những nhân vật nào sẽ đá vào thứ bảy tuần này là ngày 26 tháng 9, sân Phước Long A, quận 9 nha. Anh em nhớ lên xem và cổ vũ cho Lê Minh FC nhé. Giờ thì cùng xem Lê Minh FC có những ai sẽ tham gia giải đấu này. Rồi, chúng ta có thể thấy đây mọi người đang đá chăng, gọi là đá banh ma. Và trước mặt chúng ta là huấn luyện viên Tài Simone, hay còn gọi là Tài Bèo. Tài Bèo hay quá. Còn bên đây là Win Mi Lai. Chào mọi người đi Win Mi Lai. Rồi, chúng ta có một ngôi sao trẻ của thành phố Hồ Chí Minh, Chu Minh Hoàng. Ai xem U thành phố đá thì có thể thấy số 12 trước mặt ta đây là Chu Minh Hoàng, đang là một tài năng rất là sáng giá. Đây, Kim Messi. Làm gì vừa đá quả như thế nào vậy Kim Messi? Cú lé. Đó, một nhân vật rất là quen thuộc của Leo Messi, Kim Messi. Và kế bên Kim Messi, trời ơi, đâu xa xôi, vẫn một nhân vật rất quen, Kiện Hà Gia. Hello Kiện Hà Gia. Hello. Có thường hay đá sân 7 không Kiện Hà Gia? Bữa giờ quẩy tung sân 7 không ạ? Trời ơi, rồi tập sân 7 dữ quá, chuẩn bị giải đấu nha, đá tốt nha. Đây là Lý Trung Hiếu, người vừa mới bị là Big Lô. Đã giống Big Lô quá nên gọi là Big Lô. Rồi, và đây có một nhân vật đội trưởng của chúng ta, Đinh Thành Sai Ca. Okay. Sẵn sàng cho giải layup FBL chưa anh? Cũng sẵn sàng thôi. Quyết tâm nha. Quyết tâm chứ. Chán hối. Có nickname nào khác mà chán hối không? Chán. Nhớ đâu có hối đâu mà. Đấy anh Tịnh á, hỏi anh Tịnh Torres á. Tịnh Torres đặt tên chán hối rồi. Ủa nhưng mà có thường hay chụp sân 7 không chán? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng hả? Chết tôi rồi. Dễ bình thường chỉ chụp sân 5 thôi, không chụp sân 7 đúng không? Đúng rồi. Rồi cố gắng nha. Giờ mới được gặp Thắng Ba Ke. Mọi người chắc chưa bao giờ gặp Thắng Ba Ke đâu, nhưng mà Thắng Ba Ke sẽ đồng hành với Lê Minh FC trong giải phòng playoff FBLS3 lần này nha. Ok, cố gắng nha. Wow, một nhân vật nữa. Anh Thiện. Nickname của anh là gì Thiện nha anh Thiện? Thiện Nguyễn Đình. Ok, dạ. Mình biết đây là anh Tin. Nhưng mà anh Tin tên thật là gì anh Tin ơi? Duy. À, anh Tin tên thật là Duy. Anh hâm mộ cầu thủ nào nhất nha? CR7. Sir, vẫn là Cristiano Ronaldo. Yeah, bình thường anh đá tiền đạo luôn đúng không? Rồi, ok, đợt này là anh Tin sẽ đá tiền đạo cho Lê Minh FC nha. Rồi, cố gắng nha anh ơi. Giờ thì kiếm tụ vô đá chăng thôi, để lấy cảm giác. Vì mình cũng biết mình được đá hay không, nhưng mà cứ tập đi, biết đâu cuối tuần này được đá hay sao nha. Nhớ đón xem.
đội làm có bánh xe là đội nó cãi à. Kẹt nó dài ra đúng rồi, kẹt nó dài ra. Thì tốt, lúc nào giữa của hai người. Đi không rõ. Bỏ đi anh. Ok, và tập xong nha. Hẹn em tại sân Phước Long A, quận 9 vào ngày thứ bảy 26
tháng 9 vào lúc 17 giờ thì Lê Minh FC sẽ có trận thi đấu đầu tiên với Sacombank quận 9. Hy vọng là anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tới và cổ vũ cho Lê Minh FC giành chiến thắng vòng playoff này để có thể bước chân vào chinh chiến giải FPL F3. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.